Dạ, mình chào cả nhà nha. Vẫn là em Nghĩa Bình Phước đây. Em chuyên bên cơ giới thủy lực. Hôm nay em đang phụ thằng bạn chỉ cái bệnh tháo heo ra nhưng mà quên làm dấu. Thì khi ráp vô nó bị chật cam. Nó chật cái răng cam này. Khi anh em mình tháo cái con heo ra mà đi cân, mà nếu mà không làm dấu cẩn thận thì ráp vô là nó sẽ không bao giờ nổ máy được. Chỉ cần nó chật một răng thôi nó sẽ không nổ. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh em cách để trị cái bệnh cho nó nổ lại bình thường, cho nó đúng đúng ca, ca đúng ra ra răng đúng cam đó. Thì em thấy hiện thì mình muốn chỉnh cho nó nổ lại bình thường thì mình sẽ tháo cái nắp của cái con heo ra đó. Anh em quan sát là nó sẽ có bốn cái cây tì heo này. Thì mình sẽ xoay khi nào mà cái cây tì đầu tiên cái nhà thấy nó có cái lỗ không? Đó, cái lỗ này nè, xây nó lên. Thì để muốn cho nó nổ lại thì mình sẽ xoay bánh răng này. Xoay giữ con heo. Mình sẽ xoay cho nó nè, xoay nè. Xoay cho nó lên quá là không có được. Mình phải xoay cho nó tháo nắp bét nè, bị xịt bét lên đó. Ở nhà sẽ quay cái lỗ bét nó trở về vị trí. Mình quay nào mà thấy nó nửa con thôi. Đó, nó bị tụt xuống ha. Quay nó lên. Quay nào mà thấy nó lú lên nửa con là được. Ha, mình quay quá là nó lú cái máy 2 lên nè. Sẽ quay cái nào nó lú nửa cái máy 1 rồi. Đó. Mình sẽ cho nó làm vị trí này. Chỉ việc nhìn thấy nửa cái lỗ của nó thôi. Đó. Nhìn thấy chớm nhẹ nữa cái lỗ nó là đúng. Đó, sau khi mình quay cho nó chỉ cần nhìn thấy nửa cái lỗ của cái máy 1 nè, cái bếp 1 ở từ con heo ra nè. Thì mình cho nó nằm ở vị trí này luôn. Đó. Rồi, mình phải quay tháo nắp cò ra. Cả nhà làm tháo nắp cò ra. Tháo cái nắp cò ra. Đúng vậy đây. Cái nắp cò của cái máy nè, đếm từ ngoài cái trước đếm vô là máy đầu tiên nè. Mình tháo cái bét của cái máy 1 ra luôn. Tháo cái bét này, cái bét dầu nè, nó có 4 bét, máy này 4 máy, nó có 4 bét thì mình sẽ tháo cái bét trong cùng ra luôn. Thế mình chọt chiếc đũa tre vô cái lỗ của cái bét đó. Đây nè, chọt chiếc đũa tre vô. Đó, sau khi chọt cái đũa tre xong mình sẽ tháo cái đề ra. Sau khi tháo đề ra mình thấy như cái nhầm bánh đà thì mình cứ quay nhầm bánh đà của nó. Quay khi nào mà cho cái bít tông, tại mình thả cái chiếc đũa tre này, khi mình quay là cái đũa tre nó sẽ di chuyển đó. Chọt cái đũa tre vô cái lỗ của cái bét nha. Đây này, cái lỗ của cái mình đây, cái lỗ này, cái lỗ bắt cái bét vô nè, bắt cái bét này vô nè. Thì mình tháo cái bét ra, nó sẽ lòi cái lỗ ra, mình thả cái rút cái bét lên, thả cái đũa tre vô.